Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào làm cái bài lab đầu tiên, đấy là tạo một cái load balancer, application load balancer. Sau đó thì chúng ta sẽ chia tải cho hai con EC2 instance đứng đằng sau con load balancer này. Thế thì các cái bước để thực hiện cái bài lab này bao gồm, đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra một con load balancer. Sau đó tạo tiếp một cái target group là cái nơi để nó chứa các cái con EC2 instance của chúng ta, mà con load balancer nó sẽ điều phối các cái, nó sẽ routing các cái request vào cái con group dựa trên protocol và port. Sau đó thì chúng ta sẽ thêm các con EC2 instance vào trong cái con target group vừa mới tạo ở bên trên, và rồi chúng ta sẽ cấu hình các cái security group để cho các cái thành phần này nó có thể hoạt động với nhau một cách bảo mật nhất, và nó vẫn đảm bảo được cái việc kết nối giữa load balancer và con EC2 instance. Ok, thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào làm từng thành phần một. Đầu tiên là tạo load balancer. Thì ở trên giao diện của console AWS thì chúng ta vào phần EC2, ta gõ dịch vụ EC2. Thì trong cái menu của EC2, chúng ta kéo xuống phần ở bên dưới có cái load balancer. Chúng ta chọn load balancer. Ở đây chúng ta mình chưa có load balancer nào, thì bây giờ mình sẽ tạo một con load balancer. Lưu ý là trong cái bài lab này thì chúng ta chọn là application load balancer. Thì ở đây đặt tên cho load balancer, mình sẽ đặt tên là ALB, viết tắt của application load balancer. Cái tiếp theo đây là cái chúng ta lựa chọn xem là cái load balancer của chúng ta nằm ở phần là loại internal load balancer hay là external. Thì như mình đã nói thì external thì nó sẽ route cái public, nó sẽ route các cái request của từ phía client và cho các cái target, và ở đây là cái mình đang sử dụng là public load balancer, nghĩa là load balancer nằm ở trong cái public subnet. Thì ở đây mình đã chọn cái internal facing. IP address thì mình chọn là IPv4. Ok, tiếp theo là ở phần network mapping. Thì ở đây mình cái này là default VPC rồi. Còn ở phần mapping thì mình sẽ lựa chọn các cái availability zone để nó con load balancer mình nó sẽ route các cái request của mình đến các cái zone này. Thì đây mình sẽ lựa chọn là cả 3 zone. Thì nó sẽ tăng được cả cái tính HA cho hệ thống của mình nữa. Ok, tiếp theo là phần security group. Thì đây chúng ta sẽ xem lại cái slide về security group. Trong cái slide về security group thì mọi người chú ý rằng là ở trong thằng load balancer, cái security group của nó sẽ cái phần inbound ấy, cái inbound rule ấy, thì nó sẽ hứng tất cả những cái request từ ở trên internet. Do đó nên là chúng ta sẽ mở cổng, ví dụ như là cổng 80 hoặc là cổng 443 cho anywhere, nghĩa là from anywhere, từ mọi mọi nơi trên 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 internet đều có thể truy cập được vào cái load balancer này. Và với thằng EC2 thì chúng ta chỉ mở cái cổng truy cập cho thằng load balancer thôi, có nghĩa rằng là chỉ có thằng load balancer mới được phép truy cập vào thằng EC2. Thì cái thiết kế setup kiểu security group này nó vừa đảm bảo được cái tính vận hành thông suốt từ thằng user cho đến thằng EC2, nhưng nó vẫn đảm bảo được cái tính bảo mật, có nghĩa rằng là cái luồng nó sẽ đi từ thằng user này cho đến thằng load balancer này, và từ load balancer đến EC2, và chỉ có thằng load balancer mới có thể trỏ được đến thằng EC2, mà thằng user không thể đi trực tiếp vào thằng EC2 được, nên là nó sẽ đảm bảo được phần nào được cái tính bảo mật. Ok. Thế thì bây giờ setup security group cho thằng load balancer thì chúng ta sẽ tạo ra một cái load, chúng ta sẽ tạo ra một con security group mới. Mình sẽ đặt tên nó là security group cho thằng ALB. Rồi, bây giờ đến phần setup inbound rule. Thì như mình vừa mới nói thì chúng ta sẽ setup cổng 80. Trong cái ví dụ này thì cái con app của mình là con Nginx, và mình sẽ mở cổng 80 cho nó. Và thế nên là ở trên phần security group của thằng load balancer mình cũng chỉ cần mở cổng 80 thôi. Và from anywhere. Như thế này.
Ok, phần about rule thì mình vẫn cứ sẽ là để cho nó trỏ ra được tất cả. Ok, sau khi setup được cái load balancer, sau khi setup được security group cho thằng load balancer, thì ở phần quay lại phần cấu hình mình sẽ refresh và sau đó mình lựa chọn cái security group của thằng ALV đây, chính là thằng này, cái mà mình vừa mới tạo. Ok, phần tiếp theo là listener and routing, thì ở đây là cái nơi mà mình sẽ cấu hình cái target group. Thì ở đây cái giao thức là HTTP và cổng là 80 là đúng rồi, thì nó cũng chính là cái yêu cầu của mình dành cho con app. Thì bây giờ mình sẽ tạo một con target group. Thì target group nó là nơi để nó chứa các cái đối tượng, nó là những cái thằng mà nó nghe, nó sẽ xử lý request. Thế thì nó sẽ có nhiều kiểu target group khác nhau. Ở đây mình sẽ có is2 instance này, hay là mình có địa chỉ IP address. IP address này hiểu được là cái những cái địa chỉ IP nó trỏ đến những cái con, có thể là những con server vật lý của chúng ta. Đó, hoặc là lambda function. Application load balancer. Tuy nhiên ở đây thì mình trong ví dụ này mình sẽ trỏ đến hai con, mình sẽ tạo ra hai con is2 instance. Thì ở đây mình sẽ chọn là instant target group name, thì mình sẽ đặt tên là target group cho ALV. Ok, phần tiếp theo là phần health check. Health check này nó đảm bảo là cái, nó là cái cơ chế để đảm bảo là các cái target ở trong cái thằng cái target group này luôn ở trạng thái healthy, và khi mà nó healthy thì thằng load balancer nó mới routing các cái request đến cái target đó. Còn nếu như nó không healthy thì thằng load balancer nó sẽ không đẩy các cái request. Ok, vậy thì chúng ta sẽ set up một chút cái thằng health check này. Thì ở đây cái port thì mình sẽ sử dụng luôn cái port mà sử dụng để đẩy traffic, chính là cái port 80 như setup ban đầu. Tiếp theo là healthy threshold, thì đây là cái số lần mà thằng health check này nó kiểm tra là succeed, thì nó sẽ chuyển trạng thái từ unhealthy sang là healthy. Thì ở đây mình sẽ để cho nó nhanh thì mình sẽ để là 2. Và ngược lại, unhealthy threshold thì đây là cái số lần health check nó đếm cái số lần mà cái target của chúng ta nó đang ở trạng thái unhealthy, thì nó sẽ chuyển từ trạng thái healthy sang unhealthy nếu như mà nó đếm là 2 lần. Ví dụ như đây mình setup là 2, đếm 2 lần. Ok, timeout chính là cái thời gian mà thằng health check này nó kiểm tra, nếu như mà quá 5 giây mà chưa nhận được cái phản hồi thì nó sẽ mặc định là nó set là thằng health check này là fail. Thì ở đây mình sẽ chỉ để là 2 thôi để cho nó tăng cái giảm cái thời gian xuống. Interval là cái khoảng thời gian giữa mỗi lần health check, thì ở đây mình sẽ để là 5. Để làm mình setup với cái setup này thì mình đang tăng tốc tối đa cho cái việc là nó phát hiện cái tình trạng của một con EC2 instance của mình. Ok, next. Thì hiện tại ở đây mình đang chưa có một con EC2 instance nào, thế nên là mình cứ tạo đã. Rồi lát nữa khi mình tạo được EC2 instance thì mình sẽ register, có nghĩa rằng là mình sẽ add cái con EC2 instance đó của mình vào trong con target group. Ok, bây giờ đến cái bước tiếp theo là chúng ta sẽ tạo ra EC2 instance bằng launch template. Thì ở đây mình đã có một cái launch template rồi. Mình sẽ tạo từ cái launch template này. Thì cái template này nó cũng không có cái gì đặc biệt ngoài trừ việc là nó có một cái thằng data, user data. Thì với cái thằng user data đó thì mình cài đặt một con nginx và mình thay đổi cái file index của nó bằng việc là mình in ra cái địa chỉ IP của cái thằng EC2 instance nơi mà nó hosting cái nginx, nơi mà nó hosting cái con nginx của mình. Thì đây mình sẽ lựa chọn để mình tạo ra con EC2 instance đó. Thì ở đây có một cái, đây là mình chúng ta phải set up cái security group cho thằng EC2 instance. Như mình trong cái slide trước thì chúng ta sẽ set up cái security group bằng cách là đây. Chúng ta sẽ set up security group ở đây. Chúng ta sẽ tạo mới một security group. Mình sẽ đặt tên là DL group cho EC2. Ok, bây giờ phần inbound rule. Thì như mình nói là thằng in, để đảm bảo được cái tính bảo mật thì thằng inbound rule của thằng EC2 instance sẽ chỉ cho phép cái request đến từ phía con load balancer thôi. Để setup được cái cấu hình như vậy thì chúng ta ở đây chúng ta sẽ
setup là cổng 80, chính là cái cổng mà con Nginx, nó đây là con application của chúng ta suộc ở đây. Thì bây giờ thay vì là suộc là để chúng ta sẽ lựa chọn cái suộc chính là cái security group của thằng load balancer, thì ở đây mình có suộc đây chính là cái hoàng DLSGALB, chính là cái mình đã tạo ở thằng load balancer lúc ban đầu. Cái này mình sẽ đặt tên là ở đây mọi người sẽ thấy rằng là cái user data của mình đang cài đặt một con Nginx, và mình sau đó mình sẽ thay đổi cái file index.html của nó bằng một cái thẻ H2 in ra một cái string là hello world form cái địa chỉ IP của thằng EC2 instance đó. Ok, mình sẽ launch. Ở đây cái tên security group nó đã có rồi, thì bây giờ mình sẽ đổi cái tên security group này thành là EC2. Ok, bây giờ mình đã tạo ra được một con EC2. Việc tiếp theo của mình là mình sẽ tạo ra con EC2 thứ hai tương tự cái con EC2 vừa rồi. Như vậy là mình đã tạo ra hai con EC2. Bây giờ chúng ta sẽ chờ hai con EC2 này nó running thành công đã. Chờ một lúc. Ok, trong lúc chờ thì mình cũng sẽ thử add hai con EC2 của mình vào trong target group xem sao. Bây giờ là con target group này của mình là mình sẽ register nó. Để mọi người vào phần target group này, vào phần target này. Register. Thì đây chúng ta đã có hai con EC2 đây rồi. Mình sẽ chọn vào đây và sau đấy sẽ include as pending below. Rồi, đăng ký. Như vậy là chúng ta đã đăng ký hai con EC2 của chúng ta vào thằng target group này. Cái việc tiếp theo đấy là chúng ta sẽ nối con target group này vào trong thằng load balancer. Thì để làm việc đó thì chúng ta sẽ refresh cái trang mà của con load balancer mà chúng ta đang tạo dở ở đây. Thì chúng ta lựa chọn cái target group ở bên kia. Ok. Rồi tất cả những thông tin còn lại mình cứ để là default đi. Bây giờ mình sẽ tạo ra con load balancer của mình. Chờ một lúc để cho nó thay đổi trạng thái từ provisioning sang trạng thái active. Và sau đó thì chúng ta sẽ kiểm tra cái kết nối. Một lúc thì cái trạng thái này mặc dù nó vẫn là để ở trạng thái provisioning, nhưng mà mình vừa test thì nó đã hoạt động rồi. Bây giờ để test thì chúng ta vào cái phần DNS name của thằng load balancer, copy vào đây và chúng ta paste vào đây. Như vậy là cái đoạn string này nó đã phản hồi từ phía một thằng EC2. Bây giờ chúng ta nhận thấy là cái thằng EC2 này có địa chỉ IP private có đuôi là 26-36. Bây giờ mình sẽ thử refresh cái trang này để mình gửi một cái request khác đến thằng load balancer và để xem là cái request đó nó có được routing sang thằng EC2 khác hay không. Ok, như vậy là cái request thứ hai của mình nó đã trỏ được đến cái thằng EC2 có địa chỉ IP là 18.68. Nghĩa là cái thằng load balancer của chúng ta nó đã hoạt động và nó đã thông luồng, và cái request của chúng ta nó đã được chia tải đến hai con EC2 instance đứng đằng sau. Ok, vậy là cái bài lab đầu tiên của chúng ta đã xong.